hay làm việc gì thì người đó phải gì ạ? Chịu nghiệp cái đó. Đi chùa thì được nghiệp thiện, mà làm việc ác thì phải trả nghiệp ác. Vậy thì cái nào nó lớn hơn thì cái đó chịu đựng gì ạ? Nhiều hơn. Cho nên dù bạn có đi chùa nhưng bạn tạo ra nghiệp ác thì bạn vẫn phải trả giá. Em chào thầy ạ. Thầy cho em hỏi, nhiều người làm những việc không lương thiện, hàng tháng vẫn đi chùa cầu an, như thế được gọi là gì ạ? Chả gọi là gì cả. Bởi vì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Trong bất cứ cái gì bạn làm, bạn ăn, đều có cái lợi, đều có cái hại. Trong miếng thịt bạn ăn thì protein nó sẽ giúp cho bạn gì ạ? Tổng hợp được protein để gì ạ? Tạo ra cái chất dinh dưỡng cho bạn, nó khỏe. Nhưng bạn ăn nhiều quá thì nó cũng độc hại. Hay là ngay kể cả là rau cũng vậy thôi. Chất xơ thì rất tốt, diệp lục thì rất tốt, nhưng trong lượng rau có một chút thuốc sâu thì cũng có chất độc. Vậy thì cái gì nó cũng có hai mặt. Vậy những cái người mà họ đi chùa cũng vậy, trong con người họ cũng có hai phần. Một phần là của tâm Phật và một phần là của tâm quỷ. Vậy cái lúc mà họ làm những cái việc ác là tâm quỷ họ trỗi dậy. Nhưng rồi bắt đầu họ làm xong thì họ lại muốn an yên lòng mình một chút, thì họ lại muốn đến chùa để cúng Phật, để tìm về cái tâm Phật. Như vậy đó là sự đấu tranh nội tại trong con người họ giữa quỷ và Phật. Lúc đến chùa thì họ muốn trở thành Phật, nhưng đến lúc ra ngoài đời thì con quỷ nó lại xuất hiện. Vậy thì ai làm việc gì thì người đó phải gì ạ? Chịu nghiệp cái đó. Đi chùa thì được nghiệp thiện, mà làm việc ác thì phải trả nghiệp ác. Vậy thì cái nào nó lớn hơn thì cái đó chịu đựng gì ạ? Nhiều hơn. Cho nên dù bạn có đi chùa nhưng bạn tạo ra nghiệp ác thì bạn vẫn phải trả giá. Tôi không có nghĩa là tôi làm nhà sư 50 năm, sau đó tôi giết người thì tôi được miễn cái truy cứu trách nhiệm hình sự vì có 50 năm tu tập. Nó không xảy ra chuyện đó. Việc anh tu tập thì là gì ạ? Anh cứ tu. Nhưng nếu anh gây ra nghiệp nào thì anh phải trả nghiệp đó. Không tránh được. Kể cả anh có đi chùa cũng không tránh được. Kể cả tôi đi buôn thuốc phiện, xong rồi tôi lấy 20 tỷ tôi làm từ thiện, thì việc mà tôi đi buôn thuốc phiện, tôi bị chịu án của thuốc phiện thì tôi vẫn chịu án. Chứ không có nghĩa là vì tôi đi buôn thuốc phiện, xong tôi lấy tiền buôn thuốc phiện, tôi mang đi tôi làm từ thiện thì tôi không phải đi tù. Không có chuyện đó. Cho nên chấp nhận là cái tâm Phật thì là gì ạ? Hướng thiện thì là tốt. Nhưng nếu tạo nghiệp ác đến đâu thì bắt buộc vẫn phải trả nghiệp đến đó. Không có cách nào khác. Thôi thì việc của họ là việc của họ, việc của mình là việc của mình. Mình hiểu chuyện như vậy thì mình sẽ không làm việc ác, cố gắng làm việc thiện. Và cũng hiểu chuyện như vậy thì không có nghĩa là ta làm việc thiện thì ta được quyền làm việc ác nhá. Và chúc cho cả nhà cố gắng ly dục, ly ác pháp, tức là giảm thiểu nhất những cái chuyện làm ác trong đời sống. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.